Rồi chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách tháo bịch nước mắm của hộp cơm tấm nha, rồi không có bị dính tay. Thì các bạn dùng cái đũa đũa cây hoặc là đũa trơn, thì đũa cây thì nó có độ nhám, nó dễ xuyên bịch dễ hơn các bạn. Còn đây mình dùng đũa trơn thì nó hơi khó nha các bạn. Các bạn dùng đũa đũa cây á, các bạn để ngay cho mấy góc dưới bịch đó các bạn. Đó các bạn nhấn mạnh vô, nhấn rồi các bạn vừa xay á, nhấn vừa xay nha các bạn, vừa nhấn vừa xay là nó sẽ lủng cái bịch mà nó không có bị rơi vãi nước mắm bên ngoài nha các bạn. Cái này mình không có tháo dây hung ra thì là phải dính tay rồi. Đó, cái này đũa trơn nó không có độ nhám mà, nên mình xiên nó hơi khó nha các bạn. Đó, xiên qua được rồi nha các bạn. Rồi các bạn rút nhẹ ra, rồi các bạn để hấp xuống các bạn xịt đó, rất là dễ nha các bạn. Cái này làm theo cách này thì nó không bị dính tay nha các bạn, so với các bạn tháo dây hung ra thì nó sẽ rất dễ dính tay. Rồi chúc các bạn có bữa ăn sáng thật vui vẻ, rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.